Đây là những hình ảnh tại khu vực hành lang của mỗi tòa nhà tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mỗi điểm chốt chặn đều có mặt lực lượng sinh viên tình nguyện để xịt khuẩn cho các sinh viên đến giảng đường. Với hơn 34.000 sinh viên, hàng nghìn giảng viên Đại học Bách Khoa đã chuẩn bị phòng chống dịch được tốt nhất. Mỗi sinh viên đi vào các tòa nhà thì sẽ được bọn em là phát xịt nước diệt khuẩn và phát giấy kiểm tra thân nhiệt. Theo đại diện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngoài các biện pháp khử khuẩn, phát khẩu trang, nước xịt tay, đo thân nhiệt, thì trường còn tổ chức huấn luyện để nâng cao ý thức phòng dịch cho sinh viên. Đây mới là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Đại học Bách Khoa Hà Nội có 7 sinh viên đang ở tại vùng dịch Sơn Lôi, Vĩnh Phúc. Để đảm bảo an toàn, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên không đến trường, bố trí giảng viên hỗ trợ các em học trực tuyến trong thời gian toàn trường đi học lại. Bản thân của nhà trường hay là cũng như các đơn vị khác ấy, thì là sẽ cố gắng làm sao tốt nhất có thể để không cho lây lan, cũng như biện pháp như tôi đã nói đấy, có những cái cách ly, giữ khoảng cách rồi thêm ô để có thể là trong những trường, kể cả trường khẩn cấp, trường hợp có trường bất thường ấy, thì phải có biện pháp can thiệp ngay. Cũng là một trong số ít trường quyết định cho sinh viên trở lại vào ngày 2 tháng 3. Việc làm sao để đảm bảo an toàn cho 40.000 sinh viên cũng là điều khiến lãnh đạo Đại học Quốc gia chăn trở. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp phòng chống dịch đồng bộ được triển khai cùng lúc, đã khiến sinh viên giảm bớt lo lắng và yên tâm với công việc học tập của mình. Gia đình nào cũng lo lắng thôi, nhưng mà bản thân em thì em cảm thấy là rất yên tâm ạ. Tại vì môi trường học thì cũng hôm qua thì trường em có tổng vệ sinh và phun thuốc khử trùng các thứ. Và bên trường cũng phát khẩu trang cũng như là trang bị cho mỗi phòng học một cái nước rửa tay sát khuẩn, thì bọn em cảm thấy yên tâm để đi học trở lại. Từ 500 đến hàng nghìn sinh viên cùng một lúc, như là cái môn quốc phòng an ninh, môn giáo dục thể chất, thì những cái môn này tạm thời lùi lại 2 tuần cho đến ngày 15 tháng 3. Còn những cái môn bình thường thì vẫn học bình thường. Cái thứ hai là trong một tháng vừa rồi đã nghỉ thì hiện nay rất nhiều đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cái học trực tuyến. Thì trong cái thời gian đầu chúng ta vẫn tiếp tục phát huy cái học trực tuyến đấy. Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đối với sinh viên nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản thì tạm thời thông báo dừng chương trình học. Cho sinh viên trở lại thời điểm này vẫn còn khiến nhiều trường e ngại. Tuy nhiên, nếu việc triển khai các biện pháp chống dịch được liên tục đồng bộ, cùng với ý thức trách nhiệm cao của mỗi giảng viên, sinh viên, thì việc trở lại học của sinh viên là tương đối an toàn. Thực tế, không phải hôm nay mà trước đó, ngay từ đầu tháng 2, một số trường khối y dược hay an ninh quốc phòng vẫn cho sinh viên đi học bình thường.